âm thầm lén để một nắm gạo muối vào chỗ này. Sau 3 ngày, gia chủ giàu nứt phách, tiền vàng ùn ùn kéo về. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Kính thưa quý vị, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một trong những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, là một cái mảnh ghép góp phần tạo nên cái giá trị nhân văn, gìn giữ cái nề nếp gia phong, sống có đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên bắt nguồn từ cái niềm tin cho rằng linh hồn của người đã khuất vẫn còn hiện hữu trong cái thế giới này và ảnh hưởng đến cái đời sống của con cháu. Người Việt cho rằng chết chưa phải là hết, thể xác tiêu tan nhưng mà linh hồn bất diệt vẫn còn tồn tại và ngự trên bàn thờ để gần gũi giúp đỡ cho con cháu. Những linh hồn này sẽ dõi theo những cái người thân để phù hộ họ khi gặp nguy khó, mừng khi họ gặp may mắn, khuyến khích họ làm những cái điều thiện lành và cũng quở trách khi mà họ làm những cái điều tội lỗi. Ngày rằm ngày mùng 1, lễ Tết Dỗ Chạp, bên cạnh cái mâm cao cỗ đầy cùng các lễ vật cúng dâng thì chúng ta thấy là không thể thiếu được hai thứ, đó chính là gạo và muối. Như chúng ta đã biết, gạo và muối là hai cái vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ của người Việt từ xưa tới nay. Thực tế, vẫn còn rất nhiều người mắc phải những cái sai lầm khi mà xử lý gạo muối sau khi cúng. Bởi điều này có thể làm mất lộc, hao hụt cái vận may của bản thân gia chủ cũng như là mọi người trong gia đình. Như vậy thì trong ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới đây, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, thì quý vị cúng gạo muối xong thì xử lý như thế nào để không phạm phải những đại kỵ trong tâm linh mà lại còn mang lại những cái điều may mắn, bình an và vạn sự hanh thông cho cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Tử Thông ngay sau đây. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vì sao người Việt lại có phong tục thờ cúng gạo muối. Quý vị thân mến, mỗi người dân Việt Nam thì cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu vào cái tiềm thức với những cái giá trị sâu sắc về đạo đức và lối sống của chúng ta. Điều đó nó lại càng được thể hiện rõ qua cái phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên và cha mẹ nhằm tỏ cái lòng biết ơn và hiếu kính với những người đi trước. Mỗi món đồ thờ thì đều mang trong mình những cái ý nghĩa riêng. Một trong những cái thứ không thể thiếu trên mâm cúng trong mọi dịp lễ Tết Dỗ Chạp đó chính là gạo và muối. Phong tục thờ cúng gạo muối đã được dân gian Việt Nam duy trì từ xưa tới nay. Nguyên nhân chủ yếu được giải thích là do đây chính là hai cái loại thực phẩm không thể thiếu trong cái bữa ăn hàng ngày của con người. Hay nói cách khác, gạo và muối có ý nghĩa sống còn đối với cái sự tồn tại của con người. Nó có công dụng tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể và mang cái ý nghĩa phong thủy tín ngưỡng. Nếu như mà gạo là cái nguồn lương thực không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt, thì trong quan niệm dân gian Việt Nam, hạt gạo trắng nhần như cái hạt ngọc, hạt vàng. Trước ngày Tết thì nhà nhà đều đổ đầy cái lu gạo với cái mong muốn là có một năm mới no đủ hạnh phúc. Còn muối lại là cái tài nguyên vô hạn mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Muối là cái tinh hoa chất lọc từ biển khơi giạt rào, nhất là với cái nền văn minh lúa nước gốc rễ thì gạo và muối là hai cái loại thực phẩm đóng vai trò thiết yếu. Cũng có quan niệm khác cho rằng gạo và muối là cái biểu tượng cho ba thứ may mắn, tài lộc và sức khỏe. Cũng hai vật phẩm này là cầu mong được sức khỏe, may mắn và tài lộc đến với cả gia đình. Vì thế, cái phong tục cúng gạo muối cũng đã được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành một cái phong tục tâm linh tốt đẹp của dân tộc ta. Thứ hai, chúng ta cùng xét về ý nghĩa của gạo muối trên bàn thờ. Quý vị thân mến, trong văn hóa tâm linh của người Việt thì chết không phải là hết. Những người đã khuất vẫn còn một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi chín suối thì con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như là tiền, vàng, bạc, muối, gạo và nước sạch. Cái hũ gạo muối trên bàn thờ cũng có ý nghĩa như sau. Thứ nhất là ý nghĩa để cúng chúng sinh và vong linh. Thưa quý vị, theo quan niệm của người Việt cho rằng con người thì có thể là ăn những cái món ăn thơm ngon, vật lạ. Còn đối với những cái vong hồn thì họ lại không như vậy. Thế giới ngã quỷ chỉ hưởng nhang hoặc là ăn bằng cái tâm hưởng, chứ họ không ăn như chúng ta. Vì vậy, cái việc cúng gạo muối cho chúng sinh vong linh, vì đó là cái thứ căn bản của sự sống để cầu mong chúng sinh vong linh sớm được no đủ. Do đó, trong cái lễ cúng thí thực thì các Phật tử thường bày gạo muối trên cái mâm cúng chúng sinh để các vong linh được no đủ, không quấy nhiễu và quấy phá người phàm. Thứ hai là cúng gạo muối để thể hiện cái sự biết ơn. Quý vị thân mến, nếu như mà cúng gạo muối cho chúng sinh, cho vong linh để cầu mong cho vong linh được no đủ thì đối với thần thánh hay là các bậc tiền nhân thì cái việc làm này nó lại là thể hiện cái sự biết ơn
đối với công lao phù hộ của các đấng bề trên. Thì ngoài hai cái ý nghĩa trên ấy, cúng gạo muối còn là để thể hiện cái lòng biết ơn với những người đi trước đã khai sinh ra cái nền văn minh đất nước, giúp cho chúng ta có một cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc và sung túc như ngày hôm nay. Thưa quý vị, và cái việc cúng gạo muối là hết sức quan trọng. Vì vậy, trong ngày mùng 1, ngày rằm và ngày mùng 10, ngày vía thần tài, quý vị hãy sử dụng một cái gói gạo vàng thần tài nhé, để chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài vào bát hương. Từ đó cũng sẽ giúp chúng ta thâu thu tài lộc may mắn trong cả năm. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói gạo vàng thần tài mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Thưa quý vị, ngay sau đây thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái nghi thức giải gạo muối trong những ngày lễ Tết Dỗ Chạp ngày mùng 1 ngày rằm. Thưa quý vị, nghi thức giải gạo muối trong cái lễ cúng thì có hai cách hiểu. Có người cho rằng là cách để chia cho các cô hồn, cũng có ý kiến khác cho rằng đó là cái động tác gieo mùa truyền thống của người Việt, của nền văn minh lúa nước. Một ý nghĩa nữa của việc cúng gạo muối là cũng có thể là gì? Để xua đuổi những cái tà ma chướng khí. Quý vị thân mến, gạo muối có thể giúp xua đuổi tà ma âm khí, mang đến cái điều may mắn cho gia chủ. Quan niệm dân gian cho rằng gạo muối có thể chống lại cái chướng khí và những cái linh hồn xấu. Việc cúng gạo muối đặc biệt trong ngày mùng 1 và ngày rằm ấy thì cũng là vừa để bố thí cho những cái vong hồn này, cũng là mong họ đừng quấy phá cho cả gia đình nữa. Tiếp theo chúng ta cùng xét về nội dung là gạo muối cúng xong thì làm gì để thu hút tài lộc, đặt vào chỗ nào để có được cái may mắn và bình an. Kính thưa quý vị, với những ý nghĩa và cái tầm quan trọng đã nêu ở trên ấy, thì có thể khẳng định gạo muối là hai cái món bắt buộc phải có trong cái bàn thờ cúng. Cũng bởi thế, nhiều người có chung cái thắc mắc không biết gạo và muối cúng xong thì xử lý ra sao? Liệu chúng có được cất giữ ở một cái vị trí phong thủy nào đó trong nhà hay không? Hay là mang đi đổ đi? Thưa quý vị, gạo và muối là hai thứ sau khi cúng kiếng xong cần phải xử lý một cách cẩn thận, chứ không thể vứt lung tung bừa bãi được. Cái việc làm này nó để phòng tránh cái việc sức họa hay là những cái điểm xấu vào thân. Cách làm quen thuộc là thường đem gạo muối cúng xong mang lên giải trước cái bàn cúng hay là trước sân, trước nhà. Sau khi cúng kiếng xong ấy, thì người thực hiện nghi thức cần phải giải gạo muối cúng đã cúng xong ấy, ra xung quanh. Nhất là gạo và muối dùng để cúng chúng sinh. Thì ngoài giải, đồng thời chúng ta cũng cần phải tụng kinh niệm Phật để các vong hồn chúng sinh sớm được siêu thoát. Như vậy thì với cái mục đích thứ nhất là bố thí cho chúng sinh, cho vong linh vất vưởng không ai thờ cúng. Thứ hai là để xua đuổi những thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà mình hoặc là cái nơi mình buôn bán kinh doanh. Cũng có gia chủ sẽ giữ lại một góc nào đó để đến khi gạo muối hỏng rồi thì mới đem đổ đi. Bởi người xưa quan niệm rằng gạo muối khi mà cúng xong ấy thì có được cái sự may mắn và tài lộc mà thần thánh và đã ban vào trong đó, nên là cần phải giữ lại. Trường hợp này chỉ nên áp dụng cho việc là thờ cúng tổ tiên trong dòng tộc nhà mình, hoặc là gì? Cúng các vị thần linh. Vì là mình cúng cho các vị thần hoặc là những người thân trong nhà mình thì có thể là gì? Giữ lại được. Thứ tư ấy, thì chúng ta cùng xét là nguyên tắc giải gạo muối thế nào là đúng và chuẩn phong thủy. Thưa quý vị, giải gạo trước hay là giải muối trước? Khi đem rác gạo muối trong cái nghi lễ thờ cúng ấy, thì nên giải gạo trước hay là muối trước là cái thắc mắc của rất nhiều gia chủ. Cách giải gạo và muối sẽ thể hiện cái sự khác biệt theo cái phong tục tập quán của vùng miền ở địa phương. Ở mỗi một số vùng ấy, thì gạo và muối sẽ được trộn lẫn với nhau trước khi giải. Cũng có những nơi giải gạo muối theo thứ tự là gì? Giải gạo trước hoặc là muối trước, tùy theo cái quan niệm của từng vùng. Do đó, gia chủ có thể giải gạo trước hay là muối trước cũng đều được, không vấn đề gì cả. Quý vị cứ áp dụng theo đúng cái nguyên tắc cũng như là gì? Cái phong tục tập quán của địa phương mình. Còn theo Phật giáo thì chúng ta không nên trộn lẫn gạo và muối khi giải, vì khi chúng ta bố thí như vậy thì chúng sinh sẽ nhặt lại để ăn. Đồ ăn mà trộn lẫn như vậy thì sẽ rất là khó nuốt. Vì thế, chúng ta nên giải gạo trước rồi một lúc sau thì mới đem giải muối ra. Thưa quý vị, một số người sẽ trộn gạo và muối lại với nhau để giải ra xung quanh. Thế nhưng một số người khác lại giải gạo riêng và muối riêng và phóng ra nhiều phía khác nhau. Đồng thời vừa giải vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc trộn lại hay là tách riêng gạo muối cũng tùy vào theo cái quan điểm tâm linh của gia chủ, của tôn giáo và của tín ngưỡng khác nhau của mỗi người dân tộc, của mỗi vùng miền. Bởi cái hành động này nó có thể được thực hiện thế nào cũng được. Quan trọng không phải là cách giải mà là ở cái tấm lòng, cái sự chân thành muốn giúp cho các vong linh được no đủ, được hạnh phúc. Cái vị trí giải gạo muối để thu hút tài lộc may mắn cho cả gia đình. Thưa quý vị, đối với cái vị trí giải thì các bạn cũng nên giải gạo và muối ở trước sân hoặc là trước cái bàn cúng nếu mà cúng ngoài trời. Trong lúc giải thì quý vị cũng đừng quên niệm Phật.
Như vậy thì sẽ đảm bảo các vong linh nhận được gạo muối rồi sẽ rời đi, không làm phiền đến gia chủ, giúp gia chủ đạt được nhiều cái vận may, sức khỏe và tài lộc. Ngoài dùng trong cái việc cúng kiếng thì công dụng của gạo muối trong việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và còn được dùng trong các gì việc làm đẹp nữa. Đó. Theo quan niệm của người phương Đông thì muối có thể giúp chúng ta xua đuổi vận khí, nhất là trong cái thời điểm cuối năm này. Với mẹo rắc muối chung quanh nhà, có thể các bạn sẽ dùng muối trong rất nhiều cái công dụng khác nhau. Nhưng chưa chắc các bạn đã nghĩ đến cái việc là rắc muối quanh nhà để thâu thu tài lộc. Nghe có vẻ là kỳ lạ, nhưng mà trên thực tế, cái việc rắc muối xung quanh nhà lại mang lại nhiều cái lợi ích cho bạn không thể ngờ tới. Theo phong thủy thì muối có khả năng hấp thụ cái năng lượng tiêu cực, mang đến cái nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho con người. Cũng như là gì? Cũng như cho cái không gian sống của gia chủ. Bởi vậy, cái việc rắc muối quanh nhà, đặc biệt là ở những cái góc nhà, trong góc phòng ấy, rồi quét đi vào cái sáng hôm sau, thì có thể là gì? Giúp hấp thụ cái nguồn năng lượng không tốt còn tồn đọng ở nhà từ trước, giúp cho cái không khí nó được thanh lọc và được trong lành hơn. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp xua đuổi cái tà ma chứng khí, giúp cho chúng ta mang lại cái may mắn và bình an. Thêm vào đó, cái việc rải muối xung quanh phía ngoài ngôi nhà hoặc là ra trước cửa nhà ấy, vào cái ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch ấy, cũng sẽ giúp ngăn chặn những cái nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch cái luồng không khí trong nhà. Đặc biệt, rải một ít muối trên cái sàn nhà vào buổi tối và quét đi vào buổi sáng sớm hôm sau thì cũng sẽ giúp xua đuổi quỷ dữ, tránh xa cái vận hạn mang đến cho gia đình. Thưa quý vị, thì ngoài ra người ta cũng đặt một cái hũ nước muối ở cái góc đông nam ở trong cung tài lộc của ngôi nhà. Không có ý kiến thống nhất vào cái vị trí đặt bát nước muối. Theo quan niệm phong thủy thì không nên đặt cái hũ nước muối ở cái vị trí của sao Tam Bích và cái sao Ngũ Hoàng, vì nó sẽ mang lại cái điều hung họa. Nếu mong muốn tiền bạc thì gia chủ cần phải đặt nước muối ở vị trí hướng đông nam. Còn nếu mong muốn cải thiện cái sức khỏe thì quý vị nên đặt ở hướng đông, ở cung gia đạo. Cứ 2 tháng thay một lần thì sẽ mang lại cái may mắn, cái tài lộc. Tiếp theo thì quý vị cũng có thể đặt cái muối ở trong cái ví tiền để giúp cho thì thanh trừ cái uế khí và xua đuổi những cái vận đen, giúp cho cái ví có thể thâu thu được cái tài lộc. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy thì vào ngày mùng 1 hàng tháng hoặc là mùng 1 Tết thì người ta sẽ đặt một túi muối nhỏ vào trong ví để cả tháng cả năm được mặn mà, may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì cái chuyện này lại vô cùng là quan trọng. Không ai chắc chắn cái yếu tố tâm linh mà muối mang lại. Song về cái mặt tâm lý thì ai cũng mong muốn mình có một cái tháng may mắn, bình an và gặp nhiều cái sự thuận lợi. Đó là những cái công dụng của muối. Quý vị thân mến, vậy là trên đây Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vị trí và cái cách rải gạo muối, đặc biệt là cúng gạo muối xong thì nên rắc ở đâu để có thể thu hút được cái may mắn, cái tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.